Dương, tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy, tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, 1 năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp các hình phạt đã nêu với hình phạt 10 năm 7 tháng 8 ngày tù mà bị cáo phải chấp hành theo bản án số 9 ngày 21 tháng 4 năm 2009, tịch thu một phần tài sản 1 tỷ 300 triệu đồng, 10.000 đô và 4.400 nhân dân tệ. Số tiền vừa nêu đang được gửi giữ tại kho bạc nhà nước quận 10. Xử phạt bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc 16 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 8 tháng 4 2017, phạt bổ sung 50 triệu đồng,